Mình là Thông Bánh Dừa, chủ sáng lập Bánh Lá Dừa Hoài Thông. Trước đây mình có 3 cái vấn đề. Vấn đề thứ nhất, mình kinh doanh mà không có cái kiến thức kinh doanh, đặc biệt là kinh doanh online. Mình từ đi làm thuê, mình ra khởi nghiệp, làm không có kết quả, dẫn tới hậu quả là mình vay 4 cái hợp đồng tín chấp. Cái mâu thuẫn với gia đình tăng cao và mình bị mất cái uy tín cá nhân. Cái vấn đề thứ hai, khi mình làm mình không có tiền, mình trang trải cuộc sống, dẫn đến cái việc mình hoài nghi bản thân, hoài nghi con đường mình đã chọn và hoài nghi những lời góp ý của người khác. Cái vấn đề thứ ba đó là mình mất cái sự tập trung. Khi mình làm mình không có kết quả, mình đi xin lời khuyên từ người khác và nhận được rất là nhiều ý kiến khác nhau, dẫn tới cái việc là mình không có sự tập trung, mình lẩn quẩn, mình lòng vòng và lan man. Và tình cờ mình được một người bạn tặng quyển sách Vượt Biển Lớn và từ đó mình biết tới Bi. Khi đến Bi học, mình nhận được 3 cái bài học rất là giá trị. Bài học đầu tiên đó là tin tưởng vào bản thân mình, tin tưởng vào con đường mình đã chọn. Mình tin tưởng bởi vì mình nhìn thấy được cái lộ trình kinh doanh. Trong lộ trình kinh doanh có 8 bước. Bước thứ nhất là dấn thân. Bước thứ hai là mình ổn định cái doanh nghiệp của mình. Bước thứ ba, tạo ra sự khác biệt cho doanh nghiệp. Bước thứ tư, học cách sử dụng những cái đòn bẩy. Bước thứ năm, xây dựng đội ngũ core team nòng cốt. Bước thứ sáu là mình hệ thống hóa doanh nghiệp. Thứ bảy, đồng bộ. Và thứ tám, học cách để mà thoát ra. Cái bài học số 2 là mình giải quyết được cái vấn đề của mình với gia đình của mình. Mình có được cái sự tin tưởng từ người yêu, đặc biệt là những người bạn, họ nhìn thấy được cái kết quả của mình, bắt đầu họ tới họ xin lời khuyên, họ nhờ mình chia sẻ cho họ. Và cái bài học thứ ba đó là sự tập trung. Mình làm mình có kết quả là bởi vì mình có cái mục tiêu hàng ngày, mục tiêu theo tuần, mục tiêu theo tháng, mục tiêu quý, mục tiêu năm, 5 năm và 10 năm, dựa trên những cái chỉ số timeline, deadline, số lượng và chất.